Chào các bạn, một ngày xuân vui tươi bên gia đình hạnh phúc nha. Ngày xuân thì mình quây quần về bên gia đình, nếu còn cha còn mẹ đó là một cái điểm hạnh phúc nhất trong cuộc sống của mỗi gia đình chúng ta. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái cây này, mình ghép cũng đã 2 năm rồi. Tự nhiên mà nó mà đang có trái nè các bạn. Mà mình thấy lá nó vàng vàng vàng. Đấy, mình kiểm tra thì mình thấy nó bắt đầu nó có hiện tượng nó thối rễ. Đó, đây nè các bạn nè. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn coi nha. Nè, các bạn nè. Đó, mình thấy nó vàng 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 là mình nghi nghi rồi. Nè. Nó mà thúi nè. Nè. Rễ nè, nó thúi nè. Đó. Thấy chưa? Nè các bạn nè, thấy nó thúi nè. Nè. Đó, thấy chưa? Nè. Đó, nè nó thúi nè. Đó. Nhưng mà được con cái mình phát hiện kịp thời. Bây giờ á các bạn để nguyên nha, đừng đừng có nhổ ra khỏi gốc nha. Nè nó thúi nè. Đó, bắt đầu nó thúi, nó phá dưới này nè. Nó sẽ phá hết dưới này. Nha. Các bạn để nguyên, đừng đừng có nhổ ra khỏi gốc nha. Để nguyên đây. Rồi bắt đầu mình đã phát hiện ra là nó thúi như vậy là mình phải trị sớm. Nó không có chết, nếu mà các bạn trị kịp thời thì nó sẽ không chết nha. Thì các bạn cố gắng. Đó. Tự nhiên nó đang xanh tốt vậy mà các bạn thấy tự nhiên nó vàng lá nó rụng hết là sơ xác đó. Là tất nhiên gốc với nó có vấn đề. Cái điều này mình cũng đã nói trong những cái video trước rồi, mình nói rồi. Đó. Thì mà nếu mà thấy cái cây mà nó ngã màu, nó buồn buồn là các bạn biết rằng là có vấn đề gì đó. Chứ không phải tự nhiên mà nó buồn nè, nó tự nhiên nó vàng lá như thế này là mình biết là nó có vấn đề. Đó. Thì mình phát hiện vậy rồi, bắt đầu mình tiến hành mình pha thuốc, mình trị cho nó nha các bạn. Bây giờ các bạn lấy măng cô dép nha, bạn lấy một muỗng măng cô dép thì các bạn bỏ nó vô trong cái xô này nè, xô này nè, đó cái xô nó mấy lít nước đó. Các bạn bỏ một muỗng vô nha. Đó, rồi các bạn tưới đều trong gốc đó cho mình. Thấy một muỗng nha. Tưới đều trong gốc nha các bạn. Tưới đều ở gốc cho mình. Bỏ 2 muỗng đi. Thì cây này nó bệnh nặng quá rồi. Rồi các bạn phải điều lên nha. Phải điều lên. Rồi bắt đầu các bạn tưới cho nó nha. Các bạn phải điều lên, các bạn múc, các bạn tưới cho nó nha. Đó, các bạn phải điều lên như thế này. Rồi các bạn múc, các bạn tưới cho nó nha. Phải cứu nó liền chứ không là để là không ổn như nó đâu. Đó, các bạn tưới nè. Tưới lên thẳng lên gốc luôn nha, đừng có nhổ ra nha. Đó, các bạn tưới thẳng lên cái gốc luôn cho mình. Đó, là nó sẽ sống, không bao giờ nó chết. Đó. Cố gắng nha. Đừng 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 có nhổ ra khỏi gốc. Để như thế này rồi bắt đầu nó một cỡ chừng nửa tháng sau mình sẽ quay lại, các bạn sẽ nó sẽ tỉnh. Nó sẽ tỉnh, không bao giờ nó chết. Nếu mà các bạn nhổ ra khỏi gốc là nó sẽ chết liền. À, nó ngộ vậy đó. Đó, các bạn tưới thẳng vô cái vết thương luôn là nó sẽ đứng lại. Vậy thôi. Nha, cố gắng trị cho nó.